mẹ lục sự mày không tới. Thiếu tài tư sắc, đánh ba cái xẹp chán quá. Đúng rồi đó, bốn chị em mình đánh tư sắc quen rồi, không đánh bữa nay buồn quá. À, hay là tụi mình qua nhà bà chơi đi. Ờ, vậy để tôi biểu tụi nó dọn cháo ăn xong nha. Ờ, rồi cái hai chị em qua bển trước đi, để tôi dặn dò tụi nó chút đi, tụi đi sau. À, chị Kim Hoa, chị với tụi này là bạn học với nhau, vậy mà số của chị thật là sung sướng, chẳng thiếu mặt nào. Tớ trai tớ gái hầu hạ đủ điều, ông chồng bánh trai tánh nết hiền khô, ai thấy thì cũng ham. Ở ngoài thấy vậy nhưng mà không phải vậy, chị sướng như tiên còn muốn gì đây. Tuy tôi giàu có thấy thật hơn người, nhưng tôi chưa toại ý gì đức. Ông chồng không chịu làm chi có địa vị với người ta, ngày tôi cứ lòng bông sở sáng ngàn muôn vàng chỉ còn đòi địa vị. Ruộng lo mấy trăm công ông quản lý cũng hết hơi. Ơi, ông biết gì mà quản lý, cũng tại cha tôi không muốn gả con đi xa, thấy ông cút côi nên kêu bắt rễ. Học hành lỡ dở, ruộng nương thì cũng chẳng biết làm, sợ ổng ở không buồn, tôi bỏ tiền ra để ổng tranh cử hội đồng quản hạt. Ổng nói tôi điên quá, chồng chưa đến 40 đã bỏ tiền mua chức để được thiên hạ gọi là ông. Thôi bỏ đi, liệu nó mang cháo ra kìa. Bữa nay tụi biểu nó làm con vịt xiêm mập lắm á. Dạ bẩm bà, cháo đã xong, mời bà và khách dùng cho nóng. Ờ, để đó đi, lên lầu coi ông dậy chưa, mời ông ăn luôn. Dạ. À, liệu liệu. Dạ. Vú lo cho cậu hai ăn xong chưa? Dạ xong rồi, chị Vú đang lo cậu tắm. Ờ, mày lên mời ông đi. Dạ. Con nhỏ làm của chị cũng đẹp quá chứ. Nè, người tao nói cho chị nghe nghe, nhà chị có ông chồng trẻ mà chị dám mướn đầy tớ gái đẹp á. Trời ơi, thiệt chị gan quá. Không có chuyện gì đâu. Ông chồng tôi á, ông có gan trời cũng không dám nữa. Nè nè, chị khinh địch quá à, coi chừng đó nghe. Chị Ký đừng có giỡn nữa. Nhà danh giá địa vị như vậy mà sanh tâm với đầy tớ, còn nước đem cầu xấu ổng. Tụi này nói chơi thôi mà, trời làm gì giận dữ vậy. Dạ thưa bà, ông nói ông chưa đói. Thôi, hai chị ăn với tôi đi rồi mình đi lo công chuyện của mình, đừng có nhiều chuyện nữa. Liễu à, Liễu. Dạ. Tao đi chơi, ông dậy á, mày lo dọn cho ông ăn. Nhớ thưa với ông á là khuya tao mới về nghe chưa. Dạ. Nè, gần tối rồi bà sửa soạn đi đâu vậy? Ra nhà chị Lục Sự chơi. Hai bữa nay chị không tới, tứ sắc thiếu tay buồn muốn chết hả? Không lẽ suốt ngày bà chỉ biết có việc sửa soạn cho đẹp đi chơi và bài bạc thôi sao? Chứ ông biểu tôi làm gì đây? Chà, bữa nay nhằm ngày gì mà lên mặt khỏi mắt mỏ tôi vậy chứ? Kim Hoa, lâu lâu tôi nhắc cho bà nhớ, ngoài mấy bà bạn tứ sắc, bà còn có chồng con của bà nữa. Thôi dẹp đi, cha tôi có sự sáng trăm muôn, vì muốn con mình không cực nhọc nên gả tôi cho ông một người không sự nghiệp. Đối với bạn bè tôi hổ nhục vì ông. Tôi ở nhà đó là ý kiến của ba, chớ có hay gì thứ thực lọc chi thế. Bà nhục thì tôi cũng xấu hổ cho thân tôi, nhưng tôi nghĩ vì mình đã có con với nhau, bà nên thương con, đừng để nó tủi thân. Nói nghe tức cười. Tôi đẻ cho ông đứa con trai, tôi chịu cực khổ lúc mang thai,
không lẽ ông còn muốn tôi phải bồng thầm nữa sao? Rồi muốn vú để làm gì? Tớ trai tớ gái đi làm chi? Còn ông nữa, không phải hồi đó ông biểu tôi đó, cứ để cho ông lo cho chúng nó sao hả? Tôi chỉ nói có mấy câu, bà làm gì mà dữ vậy? Liễu. Dạ. Coi nhà đi, tao đi à. Dạ. Dạ mời ông chủ vào dùng cơm. Tôi về ăn rồi dẹp đi, tao không có đói. Dạ. Dạ bà dặn con phải lo cho ông chủ. Tao có phải là con nít đâu mà lo. Dạ thưa ông chủ, cơm con đã dọn rồi. Sao mà nhây quá vậy? Đã nói là không đói, nghe chưa? Dạ. Dạ con xin lỗi ông chủ. Liễu. Dạ. Đại biểu. Dạ. Dạ ông chủ biểu chi? Con vú nó có lo cho cậu bệnh ăn chưa? Dạ rồi. Ủa, mới nói có mấy tiếng mà mày đã khóc rồi. Sao bà chủ chửi bao nhiêu cũng được. Còn à, phải rồi, ở cái nhà này tôi không có quyền với ai hết phải không? Dạ 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 không. Ông chủ đừng nói vậy, tội nghiệp con lắm. Con khóc là tại vì tại sao? Dạ tại vì hồi nào giờ ông chủ chẳng bao giờ nói nặng với những người chung quanh. Ông nổi giận mới lần đầu con thật không quen. Xin ông hãy bỏ qua đừng nổi lại với bà. Bà mà nghe là con phải bị rối đòn. Tôi nói làm chi mà em căng dặn, chẳng qua tôi về bực bội mà ra. Ông chủ xót thương phận hèn con không quên được, chỉ mong được suốt đời săn sóc hầu ông. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ em 20 tuổi. Mới có 20 tuổi, không lẽ chẳng còn chỉ tương lai hy vọng, mà ước mong suốt đời làm thân nô bọc để khúc cùng tận tụy với người giàu sang chẳng tiếc thân. Số kiếp khổ nghèo đâu có mong gì, hy vọng tương lai mà ước với mơ, chỉ mong trả được nợ nần thâm ân trước kia. Mẹ cùng thì ra không phải chuyện xưa, mà đời nãy cũng có người bán thân trả hiếu. Nghĩ kẻ bần dân như Liễu còn đáng trọng hơn những hàng giá áo túi cơm trong giới sang giàu. Trăm muôn lên xe xuống ngựa mà không dám ngước mặt nhìn đời, có khổ hay chưa? Thưa ông chủ, ông buồn chi mà giọng nói đầy vẻ đắng cay, như ông bao người ước mơ mà không có được. Con người là như vậy đó, không ai chịu yên thân phận, ông trời cũng bó tay vì không biết làm sao cho vừa ý mọi người. Thôi, đi vô đi, đem mâm cơm xuống nhà bếp ăn hết đi. Bà chủ có hỏi
nói tôi ăn rồi. Dạ nhưng... Sợ tôi đói thì biểu con bếp nấu cho tôi tô cháo. Dạ. Hôm nay sao bạn ít vậy? Mình cười cái gì vậy? Tôi không biết tôi với ông ai gần chết đây. Tôi không hiểu mình muốn nói gì. Từ hồi nào giờ tôi ăn ít ăn nhiều, đi sớm về trưa gì á ông cũng mặc. Sao gần đây ông lại quan tâm săn đón quá vậy? Chồng săn đón quan tâm vợ có gì lạ đâu. Nhưng tôi thì tôi thấy lạ đó. Mình đi đâu mà biểu tụi nó sửa soạn vali vậy? Tính đưa thằng Bình đi Long Hải chơi bữa rồi đưa nó vào nội trú. Tôi biểu tụi nó lấy đồ cho ông đi luôn đó. Đi hết rồi ai coi nhà? Thì đóng cửa như mấy lần đi Huế vậy có sao đâu. Nhà có ông Tư với ông Liễu. Ông đi để ông bơi lội với nó, chứ bỏ mình nó sao được. À, mình tính đưa tôi đi để chơi với con, cho bà rảnh rang đánh tứ sắc có phải không? Cái ông này thiệt ngộ. Lúc tôi đi chơi mình á thì ông nói tôi không nhớ tới chồng con. Bây giờ tôi muốn vợ chồng con cái cùng đi á thì ông nói này nói nọ là sao vậy? Thôi thôi đừng có gây. Tôi đi coi xe cộ săn nhớt lại cái đã. Dạ thưa bà. Ờ, đồ đạc chú sắp xếp xong chưa? Đáng lẽ là xong rồi, nhưng giờ tại... Làm xong thì là tại với bị chứ gì? Dạ thưa bà, con Liễu mấy bữa nay nó bị bệnh, nó đâu có làm được gì đâu. Mình tôi phải trễ trải chứ. Bệnh gì? Dạ thưa bà, con nói chuyện này bà đừng có la lớn nha. Là hỏi con Liễu nó bệnh gì? Mày không nói lại dặn tao đừng có la là nghĩa là sao? Dạ con cũng biết nó bị bệnh gì nữa, mà cơm nước không ăn, thường xuyên ói mửa, trong túi lúc nào cũng bỏ đầy chanh với khế à. Mặt thì tay xanh mét, mặt trộm lờ, con sợ nó có bầu. Mày đừng có ăn nói cùng, nó chưa có chồng á, có chữa với ai? Bà hãy nhìn đi, dường như nó đã có bụng. Con ở trong nhà có chuyện phải bẩm cho bà hay. Con Liễu xưa nay không có ra khỏi nhà, thân tộc họ hàng cũng chẳng có ai. Nhà ta chỉ có một ông Tư đã già. Không phải ông Tư già đâu bà ơi. Ủa? Mẹ, mày nói không phải ông Tư vậy chứ mày muốn nói ai? Dạ ai? Dạ tại vì con thấy ông Tư quá già nên con nói vậy. Bà kêu nó ra bà hỏi thử coi, hay là nó bị bệnh cũ trướng. Cũ trướng à? Dạ. Con nhỏ ở đẹp quá chứ. Trời ơi không lẽ. Bà làm cái gì vậy? Ngồi xuống đây đi. Ông ngồi xuống đi. Tối ngày ông ở nhà ông có thấy gì không? Có gì đâu. Sao tự nhiên bà hỏi như vậy? Con Liễu nó có chữa đó, ông thấy không? Con Liễu có chữa? Ai nói với bà vậy? Tôi thấy chứ không ai nói hết. Tôi hỏi ông nè, nó có chữa với ai vậy? Trời đất ơi, nó có chữa với ai sao bà lại hỏi tôi? Nói ra kìa, bà hỏi nó đi. Ông ngồi đó. Thưa bà, bà làm gì vậy? Mày có bầu phải không? Dạ đâu có. Hình hài như vậy mày dám nói không có hả? Không có hả? Kìa bà, bà làm gì vậy? Không phải gì của ông. Liệu mày, mày có chữa với ai? Hãy nói thiệt ra đi. Không thì tao đánh nát tịnh da mày. Mày đừng có tưởng á là tao không có biết ha. Mày đừng có hòng qua mắt của tao. Có nói thiệt hay không? Nói không? Dạ, con xin bà hãy tha tội cho con.
Dạ con không phải. Phải lòng con muốn như vậy đó bà ơi. Mày không muốn thì ai ai hãm hiếp được mày. Đồ thứ gái dâm loạn là giả bộ hiền lương. Hiền lương, hiền lương nè, dâm loạn nè. Bà ơi, thưa chết con rồi bà ơi. Chết cái gì? Bà ơi, tôi nghiệp con mà. Tội nghiệp cái gì? Có chuyện gì từ từ hỏi. Đánh nó làm chi dữ vậy? Thôi đi, đầy tớ của tôi đánh. Chuyện gì mà tới ông? Ủa, nóng ruột hả? Bà nói gì vậy? Thiệt là khùng điên à. Tôi điên. Bà ơi, bà đừng đánh nó nữa. Đâu phải lỗi của nó. Ông Tư. Không phải của nó ha. Không phải lỗi của nó gì của ông ha. Phải không? Bà đừng nói vậy mà tội lỗi. Tôi tội tác đáng ông bà của nó. Tôi can bà vì tội nghiệp cho thân phận một đứa con gái nghèo côi cút làm tôi tớ cho người. Chỉ vì một chút nhan sắc mà phải sa vào tay một gã dâm loạn. Nó đã vùi dập đời qua mà ngày không thương tiếc. Nó là quân ngũ nào ông nói mau đi. Nó là một gã bất lương đã lẻn vào đây như tên trộm cưỡng hiếp con liễu rồi nó xa chạy cao bay. Hả? Trời đất bộ nhà này chết hết rồi sao? Xin lỗi bà, tôi có tội canh giữ giường mà để cho kẻ trộm vào ra dập dùi con liễu phải tan nát một đời qua. Tại sao ông không nói sớm hơn? Tôi không muốn bà bận tâm về việc nhà tác thể. Nhưng đâu ngờ kết quả lại thảm thương. Nỗi tủi nhục khổ đau lại phủ lên đầu kẻ hiền lương. Còn đứa bất nhân thì vẫn nhẫn nhơ ngoài dòng pháp luật. Ông Tư ơi, ông nói mãi có ích gì? Nếu có giả nhân từ hãy cứu giúp người ta. Ông Tư muốn cứu con, ông Tư cũng không làm sao cứu được. Số kiếp trung chuyên đành phải chịu cho rồi. Liễu à, con lại đây. Dạ. Bà nóng quá nên đánh con. Con đừng giận bà. Con đau bụng hả? Để bà biểu con vú nó đi hút vài thang thuốc dưỡng thai cho con. Uống sẽ êm ngay thôi à. Con nhà nghèo dễ nuôi lắm, không sao đâu ha. Dạ, dạ con đội ơn bà. Suốt đời con sẽ mãi mãi ở đây để hầu hạ bà. Bà cũng muốn vậy á, nhưng mà thôi, con ra làm sao nghĩ đi. Bà muốn bàn công chuyện với ông và ông Tư đây một chút. Dạ. Ông nghĩ sao về việc con Liễu? Chuyện tôi tớ, sao bà lại hỏi tôi? Ông an nhiên quá. Ông không thấy việc con Liễu nó có chữa ảnh hưởng tai tiếng cho nhà mình sao? Ông Tư đã nói nó bị cưỡng hiếp là rủi ro của nó, ăn thua gì tới gia đình mình chứ. Ông già rồi mà ông nhìn việc đời còn đơn giản quá. Nhà mình là một gia đình thế gia vọng tộc. Trong nhà chỉ có ông với ông Tư là đàn ông à. Ông Tư thì đã già rồi. Việc con Liễu có chữa, ông nghĩ coi thiên hạ xì xào bàn tán nhắm vào ai đây? Không, chắc ông biết rõ hơn tôi mà. Bà nói vậy là sao? Ông đừng giận, bà nói phải đó. Nhưng thưa bà, không lẽ mình lại biểu nó phá? Không, tôi đâu có lòng ác độc vậy đâu ông Tư. Tôi chỉ lo cho danh giá nhà tôi mà thôi. Tôi tôi tính vậy ha.
ông Tư coi có được giúp tôi ha. Dạ thưa bà chủ cứ nói. Tôi sẽ đưa cho ông một số tiền, ông dắt nó về làng của ông kiếm một chỗ nào xa biệt tươi này, muốn người dưỡng nuôi cho nó sanh đẻ sẽ được ấm thân. Tới ngày mẹ con nó được cứng cáp có tiền kiếm nơi chung sống á, nó yên thân rồi ơn ông tôi sẽ trọn đời chẳng quên. Nói gì nghĩa ân, tôi tớ trong nhà thì phải hết lòng. Sợ giường tược nơi đây không ai coi sóc thì làm sao. Tôi sẽ nhờ con của chú Ba Thế coi giùm cho ông một ít tháng nha. Ông nên yên lòng ráng lo mau chóng việc này trước đi. Dạ xin bà yên tâm. Bà ơi, nếu bà thấy con ở đây sẽ làm cho gia đình bà ô nhục, thì con xin bà hãy giết cái quan thai khi nó còn trong trứng nước, chớ đừng để nó phải bơ vơ lưu lạc. Làm trẻ không cha nơi xó chợ ven đường, con cũng sẽ chết theo cho hết kiếp mà đoạn trường. Một đứa con gái nghèo bỡ vô khôi cút, chỉ một quan thai thì sống trên đời cũng còn dám ngửa mặt nhìn ai. Nghĩ tội nghiệp cho mày nên muốn cứu giúp mà thôi, chứ đâu phải nhà này đã gây cho mày phải khổ. Mày nên hiểu, đồng tiền sẽ mua cho mày tất cả. Mày có chồng thì tự nhiên con mày sẽ có cha thôi. Nếu mày không chịu á thì tùy mày, nhưng làm sao đó thì làm, chứ nhà này mày không thể ở được nữa ha. Thưa bà, xin bà bớt giận, bà để cho tôi khuyên nó. Liễu à, em nên nghe lời bà, đừng nghĩ những điều không tốt. Em không có tội mà cái bào thai kia càng dỗ tôi hơn. Bà đã có lòng nhẫn, liệu nên nhận xu tiền đi đợi ngày sanh nở. Nay mọi việc đã lỡ rồi, con hãy cố vượt qua. Từ nay ông sẽ ở bên con để đỡ đần chăm sóc. Con có tiền, có người lo lắng, nghĩ suy ra thì con còn được tốt phước đi hơn người. Ông Tư, ông chủ, bà chủ, con xin quy lại đại ân đại đức. Suốt đời con sẽ thành tâm sám hối, một tội chẳng phải do con. Và cầu nguyện cho gia đình ông bà được nhiều hạnh phúc ở mai sau. Ông Tư, mình đi thôi. À, tiền đây, ông Tư hãy cầm lấy. 10.000 đồng này, ông rộng rãi phương tiện lo cho nó. Nhớ phải đi thiệt là xa. Bao giờ á nó yên rồi á thì ông cứ quay về nhà này không có quên ông đâu. Dạ thưa ông bà yên tâm, đây là lúc tôi báo đáp thâm ân của cụ nhà đã nuôi tôi từ tấm bé. Thưa ông bà tôi đi. Liễu à, đi con. À,
suy nghĩ gì vậy? Ờ, tự nhiên nhà mới một ông lão bọc trung thành và một đầy tớ giỏi. Tôi nghĩ mà hận cái thằng... Thằng nào? Ông biết phải không? Cái thằng khốn nạn nào vô lương tâm đã hại đời con nhỏ. Nghĩ cũng lạ, ở chỗ này xưa nay không hề có trộm đạo, ai mà về. Ơi, cũng tại con Liễu nó quá đẹp. Thôi tự đại, tôi không có mướn đầy tớ gái nữa. Ông đi qua nhà chú Ba Thế đi, kêu con chú Ba qua đây coi giường. Đi đi. Ông nói là ông hận cái thằng khốn nạn nào, vậy là đâu phải ông? Vậy là mình đã nghi oan cho ông sao? Ông Tư, ông định trồng gì vậy? Trồng cho nó mấy liếp cải bẹ xanh, ăn cá thịt và không có rau, khó ăn lắm. Ông định ở chơi bao lâu vậy? Ý ông Tư không muốn tôi ở đây sao? Tôi lo lắm, vì sớm muộn gì ba cũng hay thôi. Chỉ vì tôi thương thân phận con Liễu cũng côi cút như tôi, nên thành ra tôi a tòng với ông. Đối với bà tôi thành kẻ bất trung bất nghĩa. Ông Tư nên thông cảm cho tôi, tôi thương Liễu thật tình mà. Tôi thì tôi chắc con Liễu nó không dám trèo đèo đâu, tại ông chủ ép uổng nó thôi. Đó chẳng qua chỉ là duyên phận. Nếu hôm đó Liễu đừng đến gần tôi, nó tìm đến ông à? Phải, hôm đó tôi đang buồn nhà tôi, nên ngồi ngoài nhà mát mà uống rượu, thì Liễu đến. Hả? Ông chủ? À, ông chủ à? Trời ơi, sao ông lại uống nhiều rượu vậy? Con đã pha cà phê sữa cho ông rồi nè. Vào nhà đi ông. Đi ông. Liễu ra hả? Dạ, nè, ông chủ vào nhà đi. Tôi còn muốn ngồi đây chút nữa. Liễu à. Dạ. Em nhìn tôi có đáng là thằng đàn ông không? Dạ. Ông chủ à, ông đừng có hỏi con như vậy mà. Cái gì mà con? Liễu à, bộ tôi già lắm sao? Dạ thưa. Em không trả lời vì tôi là kẻ đáng khinh, không trả lời là phải thôi. Thưa ông. Dạ. Làm chồng người ta thật hèn hạ biết bao, mấy mươi năm trời bao nhiêu sỉ hổ mà có ai hiểu thấu cho tôi. Ông ơi, ông đừng uống được không? Dầu sao cũng tình chồng nghiệp vợ, ông với bà đã có cậu hai. Ông hãy thương con vì con mà chịu đựng. Liễu ơi, lòng anh như lửa cháy, hãy thương anh giúp cho một trận mưa rào. Ông chủ ơi, em dẫu là phận tôi đòi, nhưng cũng một kiếp người. Xin ông hãy thương tình chứ hại đời của em. Liễu à, Liễu ơi, anh đã thương em lâu rồi, từ lúc em mới đến nơi này, chứ không phải mượn rượu mà để hại em đâu. Ông chủ, đừng chối. Ông chủ ơi, đừng mà ông chủ. Tội nghiệp. Đừng kể nữa. Hôm đó tôi ở ngoài cửa, tôi biết hết rồi. Ông biết? Sao ông không can thiệp mà
mà để tôi... Tôi muốn la, nhưng mà tôi tội nghiệp ông chủ, tôi không nỡ. Bây giờ con Liễu nó ra nông nổi, tôi phải cán đáng suốt đời tôi. Thôi, ông chủ vào đi. Vũ, mày có chắc chắn là ông ở đó với nó không? Thưa bà, con đâu có dám dối bà đâu. Hôm đó con định con nghe ông Tư ông nói với ông chủ là thằng bé nó bệnh, cho nên ổng sửa soạn ổng đi liền đó. Con còn nghe nói đi cho sớm đi, chứ xẻo rô trưa nước cạn khó vô lắm. Vậy mà mỗi lần ổng nói với tao đi Sài Gòn chơi là tao tin, còn lo sửa soạn cho ổng đi nữa. Ổng lừa tao mà cả cái thằng già đó cũng qua mặt tao. Nghĩ mà tức ơi là tức. Tao như vậy mà bị tụi nó lừa cả mấy năm trời, không biết không hay, lại còn tiền bạc giúp nó nhờ nhơ với chồng mình. Kỳ này nè, tao mà bắt được quả tang, tao sẽ rạch mặt nó, tụi nát tan mới hả lòng. Bà hãy từ từ kéo gây án mà ăn khó lòng. Con chỉ mong bà đến bắt được quả tang, chửi nó một trận rồi đem ông trở về. Chứ con không muốn bà gây nên chuyện lớn. Đến nơi rồi mày đừng có cản tao, cứ giúp bà túm nó giùm đi. Dầu tao có giết nó cũng không có ở tù. Dạ thưa bà, mé này quẹo qua xẻo rô, tẻ qua bên kia đó là qua Đại Ngãi. Thì ra nó chỉ ở cách mình có vài cây số, vậy mà tưởng nó đã đi xa. Thôi, dạ, mày soạn dây sẵn đi, tới đó mày xông vô mày trói ông chủ lại cho tao. Dạ thưa bà, dạ con. Mày sợ ổng hơn tao phải không? Dạ. Phải không? Nếu mày không nghe tao á thì cha con mày tao tống ra khỏi điền liền, nghe không? Dạ thưa bà, lỡ ổng bỏ chạy thì sao? Trời ơi, tướng tá như mày mà làm không lợi hai cái người yếu đuối như ổng và cha già đó sao? Dạ. Không có nói nữa, chèo tới đi. Dạ. Con vô, đưa tao con dao với chai axit đó cho tao. Bà ơi, đưa đây. Bà ơi, con vô con nắm nó cho bà đánh nó, nhưng mà bà khoan xài tới hai cái món này nha bà. Con lại bà thèo léo mà nhát như thỏ đế. Thôi. Dạ. Tôi lẹ. Dạ lẹ. Nín đi con, nín đi. Đừng khóc nha, mẹ ru cho con ngủ nha. Sao khóc hoài vậy? Ngủ đi mà. Nó khóc vì mẹ nó cứ đuổi ba nó hoài. Ào ào ào, ăn cơm của ba. Nói mẹ đừng đuổi ba nữa nghe con. Ông không chịu nghe em sẽ có chuyện đó. Ông vắng nhà đã ba ngày rồi, lẽ nào mà bà không biết? Ông hoài. Con mình đã ba tuổi rồi mà em cứ gọi ba của nó là ông. Nó giận cho coi. Sửa lại đi rồi anh về. Thì ông thì anh về đi. Ông Tư đã đem xuồng ra rồi kìa. Ngủ đi con. Nè con ngủ nha, giỏi nha. Rồi
con ráng ngủ đi để cho ba con về nhà. Liễu à, anh không về đâu. Ông quên, anh nói gì vậy? Sao lại không về? Anh nói thật đó. Liễu, tụi mình hãy bồng con trốn đi thật xa nghe em. Hả? Trốn đi? Phải, anh không thể xa con xa em được nữa. Không, không được đâu. Anh đừng có liều lĩnh. Anh còn vợ con, còn danh giá gia đình. Đừng vì một phút bốc đồng mà sau này ân hận. Không, anh không bao giờ ân hận. Liễu ơi, bao nhiêu năm sống trong cửa cao lầu rộng, kẻ hạ người hầu, chẳng êm nệm ấm, mà anh tưởng như đang sống trong chốn lao tù, bốn bề giam thân. Chỉ nghe bên mình những tiếng rầy la trách mắng, gối chăn cũng buồn, trời ấm tình yêu. Vì người ta với anh chẳng hề yêu thương. Nhưng mà bao năm đã sống chung nghĩa tình bên nhau, tuy không yêu nhưng thương con đừng bài chi điều tan vỡ. Sinh nghèo đem thân đi ở rề, mười mấy năm làm kẻ thực lộc chi thế, trăm bề tuổi nhục anh có hơn gì em mà phân biệt sang hèn. Anh đã yêu em với tất cả chân thành, sửa gối từ ánh mắt làng môi em đã làm rung động tim tôi. Bắt đầu gần nhau tuy trong một cơn say, nhưng nó cũng bộc phát lửa buổi đầu xung cảm. Hãy nghe anh đừng đắn đo chi nữa, chồng vợ cha con hãy rời bỏ nơi đây, cùng dựng xây một tổ ấm gia đình. Tổ ấm gia đình hãy sống thật một chút đi anh. Bà nhà là con nhà chấm anh đại khác, nên quen bắt nạt kẻ dưới tay. Nhưng bà rất thương anh, hơn nữa địa chỉ danh gia của bà, không bao giờ bà chịu thua một đầy tớ gái mạt hạn như em. Rồi đấy, xâm xe của rượu sẽ phủ lên đầu em mà anh không che chở nổi. Xin hãy cho mẹ con em được bình yên trong mái tranh nghèo. Ở đây có khu đất nhỏ ông tư trồng trọt chăn nuôi, còn em mai thuê giá mướn cũng đắp nổi qua ngày.
ông cha. Suốt đêm rồi, chim cú kêu mãi bên nhà. Em hồi hộp lắm. Anh đi mau đi anh. Tội nghiệp cho em quá. Con hồ ly lớn gan, bữa nay mày biết tay tao. Ông rảy. Ông ơi, ông đừng có dùng vậy là chết con đó. Tao rạch nát mặt mày cho mày. Mày tỏn nghe mày. Ông Tư, mày dám giết chồng tao. Ông Tư ơi, mày lấy chồng tao. Ơi, cứu con ông Tư ơi. Qua mặt tao nữa. Bởi cô lại bà. Cô lại bà. Mình xin hãy nương tay, xin đừng sát hại kẻ vô phần. Tôi tình là bởi do tôi, chớ người ta đâu dám xúc phạm đến bà. Trần lôi đình tôi xin gánh chịu mình tôi, chớ dập dùi chi một manh hồng nhan. Chiều sơ sắc phủ phàng, có bề nào bỏ lại đứa con côi. Trời ơi là trời, vì một con nhỏ ở mà quỳ lại gian sinh. Nhục ơi là nhục. Nhục ơi, mày thấy nhục chưa? Trời ơi, tao giết mày. Bà ơi, tôi gian bà. Dù sao mau quyết ông đã tạo, xin bà mở lượng hiếu sinh, để đứt lại cho cậu bình, cho nó sống mà nuôi con. Không, không được. Ông thương con ông thì ông hãy làm tròn bổn phận, trở lại nhà mình. Còn với con hồ ly này, tôi quyết định không tha. Liễu, cái nhan sắc của mày đã làm cho tan nát gia đình tao. Tao phải hủy bỏ nó đi. Bà, ông làm cái gì vậy? Hả? Tôi lại bà. Bà tha cho Liễu. Tôi thề sẽ không bao giờ dính líu đến Liễu nữa. Tôi về nhà đây. Bà ơi, bao nhiêu đã đủ rồi, bà tha cho nó đi bà. Vô. Dạ. Mày ẵm thằng nhỏ về nhà cho tao. Đừng bắt con tôi. Bà ơi, xin bà hãy giết giết con đi, chớ đừng để cho con mẹ phải chia. Chiều mỗi thảm hình mà không tiền quán trăng. Con ơi con hãy nghe ông, chịu khổ xa con còn hơn là chịu mọi thảm hình. Con xa mẹ, nhưng mà con cha là tốt rồi. Liễu, tội mày cướp chồng tao, tao giết mày cũng còn được. Nhưng mà tao tha cho mày. Tao tha cho mày. Mày còn đòi hỏi cái gì nữa? Để con cho mày nuôi hả? Mày nuôi để ông còn có con đường lui tới nữa hả? Đừng có hòng. Còn ông, chưa chịu đi. Chưa chịu đi sao? Ông tưởng tôi không dám làm hả? Không dám làm phải không? Đi mau đi ông ơi.
Nếu con không nghe ông thì ông không dắt con đi chơi nữa đâu. Con nghe ông rồi con ăn xong rồi lau miệng đàng hoàng rồi nè. Ông biểu con đừng ôm cái gói nữa. Nói là con của con sao ông lại biểu bỏ nó? Con không có bỏ đâu, con không có bỏ đâu. Thằng em con có con ở đây nè, nó lớn rồi. Nó lớn rồi. Ông nói gạt con. Ông không gạt con đâu. Giờ con ngồi đây chờ ông. Ông kêu nó ra cho con nha. Dạ. Con biết không, ông ngoại làm như mắt khùng vậy đó. Con còn nhỏ hiếu cái gì mà cứ nói con lớn hoài à. Trời, ông Tư. Hội hả, hội? Dạ, con là ông Tư à. Ông Tư ơi, mấy năm nay ông ở đâu vậy? Ông có hai bà chủ mất không? Có, ông có nghe. Ông chủ với hai cậu đâu rồi? Ông ngồi nghỉ chút đi. Ông chủ dắt hai cậu lên Sài Gòn rồi. Trời đất, lên Sài Gòn. Rồi nhà cửa ruộng đất bỏ cho ai coi đi. Đâu còn gì đâu ông Tư. Lúc bà chủ mất rồi, chỉ còn mảnh ruộng ở đầu trên. Còn bao nhiêu thì bà đã gán cho chủ nợ. Có còn gì đâu, không tiền không bạc ông liền bán luôn. Chỉ chừa có khoảnh đất này, ông biểu tia con về ở giữ nhà cho ông đi tìm kiếm việc làm nuôi hai con ăn học. Mong sau này có một tương lai, vì bấy lâu ông không tròn bổn phận. Đối với gia đình con vợ cũng không. Từ ấy đến nay con có biết tin ông chủ có lần nào về thăm xứ sở?
con nghe nói là ông chạy taxi, ông già hai con mướn nhà ở khu lao động, nhưng con làm sao đi được. Nghĩ thật tội nghiệp, mười mấy năm mà tan tóc phủ đầy nơi đây, người đang điên loạn còn kẻ xứ người lòng đông. Ông nói vậy là sao, chỉ liệu thế nào? Chỉ có bình an khi bị mất con mình. Con Liễu thì hồi nào tới giờ nó vẫn ở bên ông? Bao nhiêu năm nay ông với chị Liễu tiền bạc đâu mà sống với ông Tư? Ông còn giữ số tiền của bà chủ cho, rồi về năm căn theo em Út làm mắm, cũng có để dành được chút đỉnh. Nếu nó không bệnh hoạn thì cũng đắp đổi qua ngày. Con có điều thắc mắc muốn hỏi ông. Ông Tư ơi, ông với chị Liễu không có bà con dính líu gì, sao ông lo cho chị dữ vậy? Tại vì ông có tội với nó. Đêm đó ông thấy ông chủ với nó mà ông không can thiệp mới ra nông nổi. Giờ nó thân tàn ma dại thì ông phải lo cho nó chứ sao. Bây giờ chị ở đâu? Chị bị sao rồi? Con Liễu nó còn theo ông. Dạ. Nó đó, giờ con Liễu nó vậy đó. Tối ngày nó ôm cái gối mà ca mà hát. Trời ơi, ông Tư ơi, con thật không ngờ. Chị Liễu ơi, cùng một kiếp nghèo mà tôi và chị Du đã a tòng hại chị ra nông nồi. Giờ đây có ăn năn sám hối thì trời Phật cũng chẳng dung những kẻ độc ác vô. Con đừng trách ai và cũng đừng tự trách mình. Hận tôi tớ thì làm sao dám cãi. Chính ông cũng đã a tòng hai đời con Liễu phải quan thiên. Chị Liễu, chị hãy tha tội cho tôi. Con chị đã lớn rồi, chị hãy tỉnh lại để tìm gặp nó. Mày là con tao, mày là bé An à? Không, ý mẹ ơi, con tôi đã lớn rồi. Tao nhớ rồi. Tao nhớ ra rồi. Mày ôm bó giấy để trôi. Ông à, tao nhớ hoài nhớ. Quỷ bay đã phân vợ ré. Chồng không một chút thương. Tình đã sạch ta kiếm được nó rồi nè. Ô nín đi con, nín đi con nha. Con sẽ ở bên mẹ suốt kiếp suốt đời. Tụi bay đừng có hòng mà bắt được con tao. Chị Liễu, chị nghe em nói nè. Đừng lại gần tao. Tao sợ lắm. Cái đồ quỷ sứ đừng lại gần tao. Thôi con, vô đi. Để ông dỗ nó. Rồi ông Tư và chị đi đâu? Có lẽ ông phải đưa nó lên Sài Gòn chữa bệnh. Không, tôi nói tôi không có đi chữa bệnh đâu mà. Tôi về nhà.
tôi về nhà. Ông sẽ đưa con về nhà. Đi con. Con vô nhà nghỉ đi, ba chạy thêm mấy cuốc nữa mua đồ ăn trưa luôn. Ba ở nhà một bữa đi ba, hôm nay con có chuyện muốn bàn với ba. Có chuyện gì chiều trưa hãy nói được không? Không chạy thì tối cũng phải đóng đủ tiền xe cho người ta, uổng lắm con. Anh hai muốn bàn chuyện quan trọng với ba, ba nghỉ một bữa đi ba. Tụi bay thiệt. Đâu, nói ba nghe coi. Chuyện gì mà quan trọng dữ vậy? Ba, con không muốn ba chạy taxi nữa. Không chạy lấy gì mà ăn? Lấy gì cho thằng ăn ăn học nè. Con đã ra trường rồi, và con cũng có việc làm rồi ba à. Mới ra trường đã có việc làm rồi? Dạ. Con giỏi quá vậy Bình. Thưa ba, con thú thật với ba chuyện này. Ba đừng rầy con nghe ba. Hồi nào giờ ba có rầy la tụi bay đâu mà rào đó. Có gì thì con cứ nói đi. Có phải mày muốn vợ rồi phải không? Ba chọc con hoài à. Để con nói ba nghe, con có bạn gái rồi. Ba nói không sai mà. Cô ấy tên Diễm, học cùng lớp với con. Cổ là cháu ruột của bà chủ đồn điền. Cô ấy không còn nên rất cưng yêu Diễm. Trong lúc con tới lui cô cũng tỏ lòng thương mến. Muốn cha con mình lên ở nhà cô và làm việc tại đồn điền. Cô ấy muốn gả chị Diễm cho anh Bình nên muốn bàn với ba đó. Ngày xưa ba đã gửi thân cho quê vợ, giờ đến lượt thằng Bình lại nối tiếp theo. Người ta không có ý khi người họ rất hiền lành dễ thương. Hôn nhân là hạnh phúc suốt một đời, con cứ tự mình tính toán. Con lựa chọn rồi thì ba sẽ đứng ra cưới hỏi cho con. Nhưng ba không đi đâu. Ba phải chạy taxi để sống và lo cho thằng An ăn học nữa. Ba, nếu ba không chịu theo anh hai thì con xin ba cho con nghỉ học đi. Con kiếm việc làm chứ không thể để ba cực nhọc về hoài, con sốt ruột lắm. Nè nè, tụi bay định áp lực với ba phải không? Bình An, ba chạy taxi có gì đâu cực nhọc. Mà có chăng nữa cũng hơn là kiếp ở đậu ăn nhờ còn cực nhọc hơn. Ba, ba có ăn nhờ ở đậu với ai đâu mà ba cho là nhục. Lên trên đó con sẽ làm việc, có nhà cửa riêng. Con sẽ lo cho ba được thông tha. Khổ cực nuôi con đến ngày khôn lớn, đến giờ này ba cũng nên cho con được báo đền cúc dục thăm ân. Ba ơi, con yêu Diễm trọn lòng mới tính việc hôn nhân. Xin ba thương con chấp nhận rồi cùng con rời bỏ nơi này. Nếu ba chẳng chịu đi thì con phải cam đành cho tình con tan vỡ. Chứ ba nghĩ xem, con cưới vợ vào trong coi một đồn điền cao su lớn như vậy mà cha lại là người lái taxi thì làm sao con chịu nổi miệng đời mai mỉa.
xế taxi. Tài xế taxi thì sao? Con giống hệt như mẹ con. Lúc nào cũng sợ lo cho danh giá. Ba nhắc đến mẹ làm cho con nhớ đến một việc khác. Có phải ba muốn sống riêng với thằng An, đứa con mà ba yêu quý nhất trên đời? Cùng một cuộc máu xăng đôi, sao con lại nghĩ này nghĩ nọ? Thôi được, con muốn sao thì ba sẽ nghe như vậy. Con cứ lựa ngày cho ba gặp cô của Diêm, bàn hôn lễ xong rồi sẽ tính việc dời đi. Con cảm ơn ba. Bây giờ mọi việc vẫn như thường. Ba chạy xe, con đi đâu thì đi. Thằng An lo nấu cơm, chiều gặp lại. Vậy ba chở con ra bến xe đi ba. Nôn nóng dữ vậy sao? An ơi, ra đóng cửa. Ba đi với anh hai con à? Dạ. Con nhìn cái gì mà trân trối vậy An? Dạ, con nhìn con chim ở trong tổ. Nó đang mớm mồi cho con nó ăn. Ba, ba coi nè, cảm động sao á. Loài chim muông nó cũng có tình thắm mẫu tử chứ con. Con có nhớ sự tích chim thiên nga? Cứ nói bậy bạ, anh hai con nó nghe được nó lại rầy la đó. An, giờ này mày chưa chịu đi học, còn ở đó rì rầm to nhỏ gì với ba đó hả? Thưa anh hai, hôm nay em được nghỉ. Nó chỉ tao tổ chim ở trên cây kìa. Nó thấy chim mẹ mốm mồi cho chim con ăn,
Nó biểu ba coi chứ có gì đâu mà to nhỏ. 18, 19 tuổi rồi mà mày còn chỉ tổ chim cho ba là nghĩa làm sao? Không lẽ ba trèo lên đó để lấy cho mày? Ba chịu nó riết nên nó hư đốn đó. Học hành gì mà cái mặt cứ bờ bờ. An con lo vô học bài đi. Dạ. Bình nàng giàu gì nó cũng là em ruột của con mà. Sao con cứ hằng học chẳng thương ba con đấy mà tuổi con đã như vậy. Nghĩ đến lúc ba chết rồi không biết nó sống làm sao. Xin lỗi ba, không phải con ghét nó, nhưng mỗi lúc con thấy nó thì con lại... Lại cái gì? Em không hiểu sao chú An nó hiền như cục bột vậy đó. Vậy mà lúc nào anh thấy nó cũng tỏ ra căm ghét, y hệt như gặp mặt kẻ thù. Bây giờ lại cấm nó nói chuyện với ba. Dẫu sao nó cũng là em ruột của mình. Anh à, nếu như nó có sai trái điều gì thì anh có quyền chỉ dạy. Nhưng với lòng khoan dung cốt nhục thâm tình, em không hiểu đâu, anh có những nỗi niềm chôn chặt mãi trong lòng không thể nói với ai. Việc nhà của anh thì em không dám can thiệp, nhưng em chỉ thương đứa em khờ dại của mình. Đi học xong về chui rút ở trong phòng, nét mặt bơ vờ không dám nhìn thẳng vào ai. Thôi đi, đừng có nói nữa, để cho ba yên một chút. Ba, ba vào ăn sáng với chú ba đi ba. Ông xã à, em nói với anh biết bao nhiêu lần rồi, những người già thường hay mặc cảm. Ba lìa xa quê, xa xứ lên ở với mình thì từ cử chỉ, lời nói anh đều phải dè dặt đắn đo. Sao ngày nào cũng có chuyện để cho ba buồn vậy anh? Anh có xúc phạm gì ba đâu, anh chỉ rầy thằng An. Lại chuyện thằng An, chú Út đâu có làm gì mà anh rầy nó. Mới sáng sớm nó dắt ba ra chỉ coi chim mẹ mớm mồi cho chim con. Em thấy có bực không? Không lẽ ba leo lên đó bắt chim cho nó? Chú Út vì mồ côi lúc còn quá nhỏ nên chú khát khao tình mẹ, dỗ dành nâng niu. Thấy chim có mẹ ăn đau lòng thân phận của côi. Có gì đâu mà anh lại la rầy, làm cho ba phải suy nghĩ lo buồn. Anh với thằng An đều không có mẹ, chớ đâu phải riêng dành cho một nó đâu. Anh thấy ba bên khinh bên trọng, tất cả thâm tình ba dành trọn cho nó mà thôi. Đừng có như vậy anh à, anh là anh cả, nó là em út, giàu út ăn, khó út chịu, ba cưng nó là đúng rồi. Nói chuyện với em một hồi anh càng bực thêm. Thôi anh đi làm, trễ rồi. Vợ thằng Bình. Dạ. Con để đó đi. Ba, ba ăn mau quá vậy à, chắc tại vì món ăn con làm không vừa miệng ba hả ba? Con ngồi xuống đây ba nói chuyện với con một chút. Dạ. Trước hết là ba cảm ơn con. Ba, ba nói thiệt đó, một năm nay con về làm dâu nhà này nhờ có con. Nếu không thì có lẽ ba phải trở về quê thôi. Ba, con cái có cái gì thì ba cứ la cứ chửi, hơi đâu ba bực mình cho mệt. Con cái lớn cả rồi, rầy rủi nó không nhịn càng thêm tủi. Dạ lại cái số của ba là vậy đó, nhỏ thì sợ cha sợ chú, lớn lên sợ vợ. Bây giờ già sợ đến con cái. Trời ơi ba, ba đừng có nói vậy, tụi con mang tội chết á. Tụi con... Để ba nói đã. Thằng Bình nó có phước hơn ba nhiều,
Con là con nhà giàu sang đài cát, về làm dấu một gia đình tất cả đều thua kém bên con. Vậy mà lúc nào con cũng hiền hòa hiếu thuận với ba, lại còn tận tình chăm sóc đứa em chồng mình đang côi cút bơ vơ. Bởi đó chỉ là bổn phận, đã thương nhau thì phải chung chịu. Trong khổ nghèo lẫn đần, xin ba chớ phân biệt. Ngày xưa ba cũng có người vợ giàu sang, nhưng ba ôm hận đến ngày tàn chưa quên. Giờ đây mẹ con đã ở tận trên trời, có lẽ bà nghĩ suy mà tội nghiệp cho chồng. Ba, con đâu ngờ ba lại có nỗi khổ riêng. Diễm. Dạ. Con là con dâu, nhưng ba xem con như là con gái, để ba kể cho con nghe. Thưa mợ hai, có cô Hà đến. Thôi, con tiếp bạn đi, để hôm nào ba sẽ kể cho con nghe. Dạ. Hà ơi, Hà, vô đây nè, Diễm trong đây nè. Diễm đang làm cái gì vậy? Đang làm việc lặt vặt. Nè, sao tuần rồi Hà không đến? Chú An nhắc Hà mãi à. Tuần rồi ba với Hà đi bệnh viện thăm mẹ. Bác gái có đỡ không? Khi bớt khi không. Mẹ đòi về nhà, ba định ít hôm sẽ đem mẹ về. Ủa, rồi An đâu rồi? Hôm nay nghỉ học, đang ở trong phòng vẽ cái gì đó không biết nữa. Không ấy, Hà vô thăm chú đi. Để Diễm đi dặn chị bếp lo nấu mấy món á, để cho ba chồng và tụi mình cùng vui một bữa ha. Chú Út ơi, có chị Hà đến kìa. Ủa, chị Hà. Chào An. Nè, hai chị em nói chuyện đi, để chị đi lo cơm nước. Chị hai, lát nữa anh hai về á, chị hai nhớ kêu giùm em nha. Cứ thoải mái nói chuyện đi, Hà là bạn của chị mà, làm gì mà em sợ anh hai chứ. Nè, Hà biết không, ông chồng của Diễm á, ông cổ lỗ sĩ lắm, cho nên chú Út ông ngán ngọng lắm. Thôi, ngồi đó chơi nha, có uống gì thì nói chú Út lo nha, nha, nhớ nha. Coi bộ ăn mến chị dâu hơn anh ruột của mình ha. Chị Hà dễ thương lắm. À, chị Hà uống nước ngọt nha. Uống nước đi chị. An nè, sao bức tranh nào An cũng vẽ một con chim lẻ bạn đang xòe cánh ngoài khơi vậy? An vẽ con hải âu đang bay tìm mẹ đó. Bác gái mất đã lâu mà An còn thương nhớ đến như vậy sao? Không, chị Hà, An có một nỗi niềm ưu uất không thể nói với ai. Chị Hà, chị có muốn nghe em nói không? Ừ, An nói đi. Em vẽ con hải âu đang lẻ loi tìm mẹ, đó cũng là em vẽ lên tâm sự của riêng em. Chị Hà ơi, không phải em nhớ thương mẹ đang thờ ở kia đâu. Không lẽ An còn người mẹ nào khác? Chị Hà đừng có nói lớn, ai mà nghe được thì khổ cho em. Không hiểu sao từ nhỏ An đã có linh cảm là An có một người mẹ đang ở chốn xa xôi. Mà em chẳng rõ là nơi nào. Hình tượng như trong ảo giác mơ hồ. Tỉnh giấc ra chỉ mơ.
mình em chớ trội. Chị Hà ơi, em thèm khát một thâm tình. Chị Hà biết không, lúc nhỏ khi mẹ với ba ngồi ăn quà bánh với anh hai, An đến bên mẹ xòe tay xin, mẹ quay mặt dòm nơi khác. An tủi thân chạy ra ngoài ngồi khóc. Ba đến ôm An đưa cái bánh rồi nói: tội nghiệp cho con tôi. Chị Hà, tuổi thơ em là như vậy đó. Hà thật không ngờ. Hay là trong gia đình An có sự gì khó nói, chứ cha mẹ nào mà lại chẳng thương con. Chị Hà nói cũng có lý. Nhưng mà thôi, lâu lâu chị Hà đến thăm An, An không có muốn để cho chị Hà buồn. À, chị đến thăm chị hai hay là thăm An vậy? Hà thăm hết tất cả. Hơn một tuần nay chị không đến, An buồn quá. Hà cũng nhớ Diễm và An lắm. Nhưng hoàn cảnh của Hà rối lắm An à. Ba Hà vừa qua cơn bệnh thì má Hà lại trở nặng, la hét cả ngày. Dầu bệnh viện có y tá, nhưng mà Hà đâu có thể bỏ mẹ một mình. Công sở thì cũng chỉ có mình Hà. Ông chủ của Hà lại còn nhờ dạy kèm cho con ổng mỗi buổi tối nữa, mới khổ chứ. Trời ơi, chị gầy yếu sơ sát như vậy làm sao chị cán đáng hết bao nhiêu công việc? Sao chị không từ chối bớt? Không được, Hà khói từ chối bất cứ việc gì của ông chủ. Vì bệnh của má Hà, nếu không có ông chủ thì mồ đã xanh cỏ từ lâu rồi An à. Có một nhà văn đã viết lên câu: hạnh phúc thì ai cũng như nhau, nhưng bất hạnh của mỗi người mỗi khác. An thì cảm thấy buồn vì số mình đơn độc, còn chị thì nghĩa mẹ tình cha quằn nặng mạnh vai gầy. Tuổi thanh xuân mà nên ưu tư sầu héo dạng dài. Ăn tức vì mình bất tài vô lực, không thể cùng chị chia sớt nỗi gian lao. Còn sở mái này trời biển cách ngăn nhau, chị sẽ theo chồng về phương trời nào đó. An sẽ suốt đời như bóng chim cô lẻ, vượt sông ngàn khơi tìm kiếm những thâm tình. Cậu An, hôm nay cậu nói những lời thì không dám hiểu. Cậu An à, cậu còn quá trẻ, còn tôi không đáng đâu. Chị Hà, chị đừng có đối xử với An như vậy mà. Chị Hà, nghe An nói nè, từ nhỏ An đã cảm thấy bơ vơ lạnh lẽo. Dù An cũng có một mái ấm gia đình, có mẹ có cha, nhưng từ lúc anh hai cưới vợ, An có một chị dâu hiền. Và cũng từ ngày ấy, An được biết chị Hà. Ánh mắt, nụ cười của chị đã làm cho lòng An ấm lại. Từ trái tim An đã phát xuất ra một tình cảm lạ lùng. An biết là trọn cuộc đời An
đã có một sở tớ tình ràng buộc. Đó là tình gì anh chưa rõ, tình con thương mẹ, em thương chị, hay là tình bạn bè tri kỷ. Mà nó cứ âm thầm như ngọn sóng triều, càng lúc lại càng tăng. Mà thôi Hà về đây muộn rồi. Ê, Hà nè, sao lại về? Ăn bánh uống nước đi đã. Ở nhà Hà còn nhiều việc lắm, để mai mốt Hà đến chơi lâu lâu chút. Hà về nha. Nè. Ủa, bộ Hà với chú ăn cãi nhau hả? Dạ đâu có, nhưng mà thôi em đến thư viện đây. Ủa kỳ vậy, hai cái người này hôm nay làm cái gì vậy không biết nữa à. Chào ông anh. À, chào cô ba. Cô đi dạo à? Vâng. Ngày nghỉ tôi thường ra ngắm cảnh thuyền bè qua lại trên sông, để hít thở không khí trong lành buổi sáng. Cô nói đúng, không khí ở đây thật là thoáng mát. Nên mỗi ngày ông anh thường tới ra đây để ngồi câu buổi sáng. Ủa, tại sao cô lại biết? Từ lúc ông anh mới dọn về đây, tôi theo dõi mỗi ngày. Thấy ông anh chẳng mấy lúc ở nhà, mà thường trực là tại bến nước này đây. Đó là thói quen không có chi là lạ. Thuở nhỏ tôi thường theo cha mẹ ở biển khơi. Ủa, sao tôi nghe nói ông anh là một chủ điền, vì tai biến gia đình nên mới về đây. Không giấu chi cô, vợ tôi xưa mới là bậc phú hào, còn tôi lúc nào cũng chỉ là kẻ trắng tay. À, xin lỗi, tôi không cố ý gợi lại nỗi buồn cho ông anh. Nhưng theo tôi nghĩ, tiền bạc, địa vị là phù du, chỉ có nhân cách con người mới là đáng quý. Anh Lợi, xin lỗi cho tôi được gọi như vậy để dễ nói chuyện. Dạ, cô ba cứ tự nhiên. Anh Lợi à, từ lúc gia đình anh dọn về đây, tôi biết anh mặc cảm nên thường né tránh tôi, có đúng không? Cô ba đừng có nghĩ như vậy. Con Diễm tuy là cháu tôi, nhưng tôi xem nó như con ruột. Tôi là chẳng có chồng con, thì sự sản này mai kia cũng là của nó thôi. Bây giờ gả nó làm vợ thằng Bình, rể cũng như con. Anh với tôi là chỗ thông gia, giúp đỡ với nhau đó là bổn phận mà. Cô ba, cô nói vậy, nhưng riêng tôi là một nam nhi mà không gánh vác nổi gia đình, phải nhờ vả vào một phụ nữ, tôi phải ái ngại thôi. Xin anh bỏ qua cái ý nghĩ đó đi. Anh Lợi à, lần đầu tiên mới nhìn anh, tôi đã nảy sinh lòng cảm ơn. Dẫu rằng đôi ta vừa mới quen nhau, kẻ bên trời người nơi góc biển. Cảm ơn cô đã có lòng, không phân biệt sang hèn, nhưng tôi đâu dám trèo đèo. Ân thăm người cao như núi, đã giúp cha con tôi có mái ấm gia đình. Trong những ngày luân lạc ở tha phương, tôi luôn luôn tôn kính, mong được lúc báo đền. Xin anh đừng nói
Cô ba, tôi... Cô ba, cô ở đây mà con tìm mãi à? Hai con tìm cô có chuyện gì vậy? Dạ, ông Tuấn quản đốc nghỉ việc đột xuất, bảo có chuyện nhà. Ông còn nói là sẽ nghỉ dài hạn, nên con về đây báo cho cô hay. Sao kỳ vậy? Ừ, thôi được rồi, để cô đến đó. Xin lỗi anh. Nè, anh chuẩn bị đi, tôi sẽ mời anh Thế Chân quản đốc đó. Cô ba nó nghe dễ dàng quá. Ba mà làm quản đốc cái gì? Ba, sao ba tự hạ mình như vậy? Dầu gì thì ba cũng đã có cấp bằng Thành Chung hồi đó, và một thời ba là rể của ông cai tổng giàu có nhất tỉnh Vĩnh Long. Ôi hay ho gì cái thứ thực lộc chi thê. À mà thôi, mình về nhà đi. Khoan đã ba. Ba, ba ngồi xuống đi. Con xin hỏi ba một chút chuyện. Việc ba hứa với con đó chưa có tiện đâu. Không phải đâu ba. Chuyện này á, con với anh Bình muốn biết ý kiến ba. Ba ba thấy cô con thế nào ba? Cô ba đẹp mà tánh tình lại cởi mở, rất dễ mến. Vậy ba có muốn cưới cô ba về làm mẹ kế con không? Bình à, con bỏ cái ý nghĩ đó đi. Ba không dám trèo đèo. Hơn nữa, ba không bao giờ tốt quyền đâu, giàu bất cứ với ai. Một kẻ trăng tay tuổi hơn nửa đời người, còn chi đâu để mơ giới ước. Hãy để cho ba yên ổn tâm thân. Có phải ba muốn chờ đợi phải không? Chờ cái gì? Mày chớ có nói điền. Có phải mày thấy ba vướng bận đời con? Nói ra đi tao lập tức đi liền. Ba ơi, ba đã hiểu lầm ý của tụi con. Anh thiệt à. Ba, chỉ vì hai con thấy cô sống cô độc gần 40 tuổi mà chưa chọn được ý trung nhân, vả lại cô lại tỏ ý mến ba, nên nên con muốn hai người kết hợp cho các con có cha có mẹ. Còn anh nữa, mỗi lần nói chuyện là làm cho ba giận à. Em không hiểu sao kỳ quá. Anh cũng không biết tại sao, có lẽ tại anh với ba khắc khẩu. Ba à, có phải ba với anh khắc khẩu thiệt không ba? Thằng điên, gì mà khắc. Hồi nhỏ một tay ba bồng ẵm nó chứ ai. Đến 10 tuổi bỏ vào nội trú học, mỗi tháng cũng do ba đi rước, dắt nó đi chơi. Nó hằng học cây gỗ là tại nó nhớ tới mẹ nó. Nghĩ cũng ngộ. Hai anh em, một người nhớ mẹ thì buồn, một người nhớ mẹ thì gây. Ba ơi, có ai kiếm ba kìa. Ai vậy? Con cũng không biết ai nữa, đang ở nhà chờ ba. Thôi đi vô coi ai. Đi con. Dạ. Trời ơi, bác Tư. Bác Tư. Bình, con không nhớ ông Tư sao? Ông Tư ở nhà mình hồi dưới quê đó con. Dạ lâu quá con quên. Mời ông ngồi nói chuyện với ba cháu. Cháu bận chút việc. Cậu hai khác xưa nhiều quá. Bác Tư uống nước đi. Mười mấy năm nay bác ở đâu? Bác có tin... Sau trận xeo rô nó gào thét điên loạn, tôi phải trở vào bệnh viện huyện chữa trị. Vừa thuyên giảm tôi đưa nó về tuốt năm căn ở với người cháu họ. Sau năm sau nghe tin bà chủ mất, tôi có về nhà lớn tìm ông thì không còn ai cả. Tiêu tan hết rồi. Bác Tư có biết không, bà nói là tha cho tôi, nhưng từ đó về sau bà tỏ thái độ ra rất rõ. Trước chị rủ chị em Tư sắc câu tôm, bây giờ bà cờ bạc lớn, hết đại thế giới đến trường đua tiền bạc ra như nước. Thua hết tiền thì bà lại ban đất, coi như không có mặt
tháng của tôi như gái đôi mươi buông thả cuộc đời, cho đến ngày bà lâm bệnh mới thôi thì loạn lạc lại dấy lên. Nhà cửa ruộng nương đều hết sạch, may là thằng Bình đã đổ đạt làm nên. Có chuyện may gặp con vợ rất hiền, cả nhà mới dọn về đây. Mới bao nhiêu năm mà thế cuộc đổi dời, thật là dấu bể tan thương. Bà chủ chỉ vì quá yêu chồng nên hận mà ra nông nổi. Mà thôi bỏ qua đi, gặp ông như vậy là tôi mừng quá rồi. Đâu còn gì mà ông chủ bà chủ, bà Tư cứ gọi tôi như em cháu được rồi. À còn thằng bé, tôi muốn thăm nó. Nó 20 tuổi rồi, sắp thi ra trường. Bà Tư biết không, làm như nó có linh cảm về mẹ nó. Còn trẻ mà lúc nào cũng lộ vẻ trầm tư u uất. Bà mất đã lâu mà mỗi lần anh chị nó bảo tôi cưới vợ thì mắt nó có nhìn tôi như gian lơn cầu khẩn. Tôi lại không nỡ nên... Nhưng mà cậu có để ý chỗ nào chưa? Vợ chồng thằng Bình muốn tôi cưới cô của vợ nó, chủ dãy nhà này. Cổ là chủ đồn điền khoảng 40 tuổi, chưa có chồng. Nhưng bác Tư à, bác cho tôi biết về mẹ của thằng An. Bây giờ cổ ra sao rồi? Nó đã có chồng rồi. Có chồng rồi. Vậy mà bấy lâu nay tôi cứ thấp thỏm lo âu. Dằn vặt trong lòng, sen rụng mà người ra đi vẫn bằng bạc tinh hồng. Vì cơn gia biến đành lưu lạc tha phương, thân chẳng một ngày yên, phải vùi thương đau trong giấc mộng canh ta. Xa vào một bóng, thấy con sầu muộn mà nghe như dao cắt trong lòng. Giờ đây mọi việc đã dẹp lại cho gia đình được yên vui. Thật ra nó đi lấy chồng là gì không nơi nương tựa, chứ lòng nó đâu có muốn. Còn cậu thì thôi cũng nên quên nó đi, con cái lớn rồi, chúng nó cũng sắp thành gia thất. Cậu cũng phải có vợ để có người bầu bạn đỡ đần chăm sóc chứ. Dạ. Ba ơi, ba, ba ơi, ba. Về tới nhà là ba ơi, ba à. Dạ, dạ chào ông. Ba ơi, con thi đậu rồi. Tốt quá, ba mừng lắm. Nè, để ba giới thiệu nha. Đây là ông Tư ngày xưa ở nhà mình. Hồi nhỏ ông Tư ẵm con thường lắm. Thằng An nó bác Tư, nó đậu tốt nghiệp rồi. Nó đây hả?
Ông mừng cho cháu, giống quá. Ông nói con giống ai? Ông nói con giống, giống ông nội con quá. Vậy mà con tưởng. Thôi, ông Tư ở nói chuyện với ba con nha. Con xin phép. Bác nói hớ một câu là nó suy nghĩ rồi đó. Thấy nó tôi cầm lòng không được. Thôi, thắp cổ chút tôi về. Bây giờ tôi phải về để hết xe. Ủa, bác Tư ở đâu mà sợ hết xe? Tôi con cháu Phu Lâm, má nó bị bệnh tâm thần nằm nhà thương, nhờ tôi coi chừng giùm. Thôi tôi đi nghe cậu. Dạ. Bác Tư à, bác lấy chút đỉnh đi xe. Thôi khỏi, tôi có rồi. À, hồi đó giờ bác có gặp con vú ác độc đó không? Nó cũng lên Sài Gòn rồi. Bây giờ nó còn điêu đứng hơn cậu với tôi nữa. Chồng cờ bạc, con là đứa móc túi, đứa xì ke. Hôm trước tôi gặp nó khóc. Nó nói: Bác Tư ơi, con bị quả báo nặng quá. Kể ra trời cũng có mắt. Nghe tin Liễu bình an là tôi mừng rồi. Bác có gặp lại, nói tôi gửi lời thăm vợ chồng cổ. À, thôi tôi đi nghe cậu hai. Nếu tôi còn sống à, lâu lâu tôi lên thăm cậu với mấy cháu. Dạ. Ba, ông Tư tìm đến nhà mình để báo tin phải không ba? Bình à, ba không hiểu sao đã 20 năm rồi mà con vẫn còn khe khắt với người ta quá vậy. Họ làm khổ mẹ con không hận sao được. Ba có nhớ ngày mẹ con hấp hối, mẹ con đã nói gì không ba? Con đừng nhắc, ba lại càng tủi thân. Lúc ba làm mệt, ba đuổi ba ra ngoài, chỉ bảo con ở lại với bà thôi. Ba có biết bà nói gì mà nhớ chứ. Ba đừng trách mẹ. Hãy nghe con thuật lại những lời trăn trối của mẹ lúc sắp ra đi, rồi ba sẽ biết thêm tấm lòng của mẹ. Hôm đó Bình ơi. Dạ. Có phải con trách mẹ đối với ba con quá cay nghiệt phải không con? Mẹ à, con... Bình ơi, con hãy nghe mẹ nói. Đây là lời nói sau cùng. Rồi âm dương cách biệt đời, con hãy ghi lòng những lời trăn trối hôm nay. Mẹ ơi, tim con nghẹn thở nhói đau, xin mẹ đừng nói chuyện từ ly. Con hãy nghe tường tầng đuôi đầu, mẹ không còn nấn ná nữa đâu. Mẹ ơi, Bình ơi. Mẹ. Mẹ. Bình ơi, ông ngoại con là nhà giàu sang quyền quý. Mẹ sanh ra trong cửa rộng lầu cao, được mẹ cha chiều chuông. Nên đối với những kẻ dưới tay mẹ đều rẻ rung xem thương. Đối với ba con, mẹ cũng thiếu sự kính nhường. Nhưng trong nghĩa vợ chồng
mẹ chưa hề lỗi đạo, và tình hiểu đã đến dần khi chung chả nhiều năm. Con càng lớn khôn hạnh phúc mẹ càng nắm chặt trong tay. Mẹ còn ngờ đâu mẹ bị ba con lừa dối. Hụt hẳng chơi với mẹ như người ở tầng cao, bị rơi vào thẳm muôn trùng. Bình ơi, tức quốc đau thương, mẹ muốn hét la lên. Nhưng kêu với ai à, đây khi thấy mình bỏ ba con vui chăng hờ hững. Nhưng sao không lấy ai mà lại lấy con nhỏ ở, đem danh gia gia đình vùi xuống chôn cùng nhớ. Bình ơi, mẹ mệt lắm, con hãy nghe kỹ lời trối trăng. Mẹ tha thứ cho ổng, nhưng vĩnh viễn mẹ không tha cho con Liễu, một con đầy tớ bất trung hèn hạ dâm loạn. Mẹ chết rồi, không cho con hồ ly ấy vào nhà. Bình, con đừng cãi mẹ. Mẹ, trời ơi, ba nghe rồi đó, mẹ con chết khổ chết đau vì bà ấy, còn ôm hận xuống quan mồ thì bảo làm sao con bỏ qua cho được. Vậy mà mười mấy năm qua ba vẫn còn nuối tiếc. Nuối tiếc nỗi gì, ông Tư báo tin Liễu đã có chồng. Mày nghe rõ hay chưa? Người ta có chồng nhưng con cũng chưa yên tâm vì ba chưa có vợ. Ba ơi, ba hãy thương mẹ con ngậm hờn nơi chính suối. Chuyện tình xưa ba nên dứt khoát, hãy vì vợ chồng con vì thằng An mà sớm lo việc tổng quyền. Ba là một ngôi sao chổi, ba đã làm khổ mẹ con, làm khổ Liễu. Bây giờ con lại muốn ba làm khổ thêm một người nữa sao? Người xưa đã có chồng, ba có vợ là phải rồi. Con bảo đảm với ba không còn khổ nữa đâu. Ba chịu ý tụi con đi. Con hứa với ba, từ nay con không ghét bỏ thằng An nữa. Ba còn suy nghĩ gì nữa? Nói vậy thì vợ chồng mày muốn gả tao cho ai thì gả đi. Ba, cô không đến hãng hả? Ở nhà một bữa đi xem lại sổ sách. Thằng Bình về chưa?
Dạ anh mới về, đang nói chuyện với ba chồng con. Không biết nó có nhớ khuyên anh Lợi vào làm giúp cô không. Ông Tuấn nghỉ dài hạn, công việc quá nhiều, cô mệt quá. Ba chồng con không có hợp với anh Bình đâu. Để con khuyên ổng rồi ổng sẽ nghe thôi à. Cô à, hồi nãy á, con nghe ba nói chuyện với anh Bình á, mà con tức cười quá à. Nên con đến đây nói cho cô nghe nè. Anh nói cái gì vậy? Không biết anh Bình nói cái gì á, mà con nghe ba nói lớn, nói như vậy nè: vợ chồng mày muốn gả tao cho ai thì gả đi. Cô nghe có tức cười không cô? Con khờ quá Diễm à. Dạ. Con không hiểu ý ba con đó thôi. Có lẽ tại tụi con cứ ép buộc ba con cưới ai đó, ổng bực nên ổng nói lẫy đó. Vợ chồng con có nói ai đâu, mà chỉ muốn tác hợp cô với ba con chứ gì. Diễm à, cô nghĩ việc hôn nhân không thể nào ép buộc, phải có sự rung động của con tim mà diễn biến tự nhiên. Huống chi cô với ba con là hai người xa lạ, vừa mới quen nhau làm sao có tình yêu. Tuổi đã lớn rồi cô phải gắng đục lòng trong, phải biết người ta có thật sự yêu mình, chớ đừng ép buộc con ơi. Theo dõi ba con biết là ông đã dao động. Ông không thể nói ra là vì mặc cảm với cô thôi. Có gì mà mặc cảm hả con? Tiền bạc, địa vị chỉ là phù vân mất còn trong nháy mắt. Cô quý chẳng là nhân phẩm của con người. Anh Lợi là một người đàn ông có phong cách khác đời, với ánh mắt trầm tư, với nụ cười nhếch mép, cô thoáng nhìn đã thấy lòng xao xuyến bâng khuâng. Cô thấy như ông ta người đang ngầm sẽ chỉ thắm cho hai kẻ hai phương gần nhau cùng chung sớm khuya. Diễm ơi, cô lo nếu anh ta đang ấp ôm một hình bóng cũ, lời con nói ra mà không kết quả thì cô còn mặt mũi đâu mà sống nữa trên đời. Cô à, ba con không có ai đâu. Cô nhìn người không lầm đâu. Cô biết, cô biết anh Lợi đang chôn giấu một nỗi niềm sâu kín. Thôi, đừng có bàn nữa, cô vào đây. Khoan đã, cô Dung, cô nói rất đúng. Thật sự lâu nay tôi có chôn giấu một nỗi niềm sâu kín, mơ mộng viễn vông thả mồi bát bóng đáy nước mò trăng cho miệng thế chê cười. Thời gian thấm thoát qua mau đã hết nửa đời người, đến nay tôi mới vừa
khi nghe những lời khen tặng từ một phụ nữ như cô. Lần đầu tiên tôi mới thấy tôi thật sự là một đàn ông. Cô đầy đủ khối óc và đôi tay cần lão mạnh khỏe. Tại sao tôi không cố vươn lên để tạ lòng tri ân tri kỷ đã trao tặng cho tôi tất cả chân tình. Ba, có nghĩa là... Có nghĩa là ba sẽ hợp tác với cô con, lo cho đồn điền thêm thịnh vượng. Và ba cũng... Và ba cũng bằng lòng cùng cô con chung mái gia đình như nguyện ước của hai con. Phải vậy không ba? Thì ba đã nói rồi, tụi bay muốn gả ba đi đâu thì gả mà. Ba thiệt á. Để con đi báo cho anh Bình biết ha ba. Thưa ba con đi. Thưa cô con đi. Con Diễm nó xinh đẹp và dễ thương giống y như cô vậy. Cảm ơn anh. À, ngày mai anh đến hãng làm phải không? Vâng, tôi đến. Nhưng tôi giao hẹn với Dung, tôi chỉ làm đến khi nào ông Tuấn trở về thôi. Sao kỳ vậy? Tôi muốn yêu cầu Dung cho tôi canh tác ở mẫu đất gần quốc lộ. Ngồi văn phòng phải nhàn hạ hơn không? Vả lại anh đâu có rành việc trồng trọt. Ngày xưa vì mồ côi cha mẹ, chú tôi đem về nuôi cho ăn học. Tôi học ngành lâm sản, sắp ra trường thì chú tôi bảo nghỉ học về làm rể ông cai tổng ở Vĩnh Long. Nhà bên vợ thì ruộng đất nhiều, nhưng tôi đâu có rành làm ruộng. À thôi, đừng có nhắc nữa. Sao, cô có chấp thuận việc đề nghị của tôi không? Ừ? Ý anh muốn gì em đều chiều tất cả. Nhưng anh Lợi à, em muốn hỏi anh, anh thật lòng mến em nên đồng ý cuộc hôn nhân, hay là vì chiều ý con nên... Dung, đừng nói vậy. Tôi đã một lần vấp ngã vì không tự chủ được đời mình, tôi đâu thể tái diễn thêm một lần thứ hai nữa. Dung ơi, tôi thật sự... Đừng nói nữa, em hiểu rồi. Bây giờ chúng ta ra hãng xem công nhân làm việc đi. Nào, có lẽ An học ngành y. An thích làm bác sĩ hả? Phải, mà An sẽ học khoa tâm thần. An định làm bác sĩ tâm thần. Ừ. An không thấy là gần gũi với những người điên là khó khăn lắm sao? An chịu được mà. Chị Hà biết không, mỗi lần theo chị Hà vào bệnh viện thăm bác gái, nhìn những khuôn mặt khờ khạo ngây ngô của họ, An thật là thương tâm. An mong một ngày kia sẽ đậu ngành y, làm trong bệnh viện tâm thần, săn sóc những người điên không thân tộc anh em. Thế giới phồn hoa rạng rỡ ở bên ngoài, anh sang đâu đến chỗ này chỉ một màu âm u. Cậu ăn học bao năm nay công toại danh thành, cậu lại chọn một nghề phụng sự những người điên. Tôi thật hoang mang, muốn biết tại sao cậu lại chọn nghề này. Có phải cậu nghĩ là mẹ tôi sẽ được cậu chăm
Không lẽ An muốn má của Hà không bao giờ hết bệnh sao? Ý trời, An đâu có nghĩ kỳ như vậy. Nhưng mà ngoài má chị ra còn bao nhiêu bà mẹ khác nữa mà. An nhìn thấy mà đau lòng trong nét mặt ngây ngô dại khờ. Khó trong lòng chiếc gối hình dung con đang ngủ. Lời ru nghe áo não đau thương, lệ nóng mình tuôn rơi. Ai tạo ra cảnh đời chua cay. An vào tình cảm quá. Lúc em trai của Hà chết đó, má Hà cũng như vậy đó. Bà ôm từng chiếc áo đôi với cái mù mà hát mà ru suốt cả đêm ngày. Ba với Hà nói sao vẫn còn đang sống. Bà đánh mắng Hà và luôn miệng la rằng ba mày với mày thật là ác độc, chẳng bao giờ tìm kiếm con của tao. Hà không đau vì những lằn soi mà đau vì nỗi giận dã cuồng điên của mẹ. Hà đã cầu cẩn ơn trên phù hộ, nếu ai cứu được mẹ thì Hà sẽ bán thân để báo đáp ơn dài. Cũng biết rồi, gia đình của Hà rất nghèo, làm sao mà chạy chữa cho mẹ. Còn đưa vào bệnh viện thì Hà không thể bỏ mẹ một mình ở trong đó được. Trời Phật đã linh thiêng, xui có ông chủ Lâm hiện ra giúp đỡ. Phải, ông chủ đã lo cho ba rồi chạy chữa cho mẹ Hà. Nay gia đình Hà đã bình yên thì nội tâm Hà, Hà cũng rối rắm. Ông Lâm là người lớn, không lẽ ông thi ân rồi bắt chị phải bán thân để trả nợ hay sao? Không, ông Lâm là một người quân tử hào hiệp rộng lượng, nên càng làm cho Hà khó nghĩ. Mặc dầu ông không đòi hỏi, nhưng đối với ân nhân thì Hà biết ăn nói làm sao. Khi ông chỉ bày tỏ một chân tình, rồi ông cầu hôn chị chứ gì, thì chị cứ ưng đi chứ cần chi đắn đo suy nghĩ. Nay mai chị trở thành bà chủ sẽ thoát được cuộc đời cơ cực bấy lâu. Chào chị. Chị hai. Nè, có chuyện gì vậy em? Sao em thất sắc vậy? Em anh hai lại la em nữa phải không? Dạ không phải. Vậy chuyện gì? Em nói mau đi, em làm cho chị hồi hộp quá à. Chị hai ơi, chị Hà sắp lấy chồng. Chị Hà sắp lấy ông Lâm rồi. Hà sắp lấy ông Lâm? Sao Hà không nói gì cho mình biết hết trơn vậy cả? Mà vậy cũng tốt thôi, vì ông Lâm đã giúp cho chị ấy quá nhiều. Ngoài cách ưng ổng, biết làm cách nào để trả ơn được. Phải, tốt lắm. Chị hai, chị mà cũng nói như vậy nữa hả? An, Không lẽ em yêu Hà? Trời ơi, An ơi, sao em lại vương vào mối tình quán nghiệt này? Em còn quá trẻ, còn Hà thì phải gánh gia đình quặng nặng trên vai. Làm sao yên để tính việc tư tình? Tuổi xuân theo ngày tháng
rụng rơi dần. Về tuổi tác á, gia đình không ai cho em yêu Hà. Còn Hà, hoàn cảnh của cô ấy thì không thể lấy một thư sinh không tiền, không sự nghiệp. Chị Hai ơi, em khổ quá chị Hai ơi. Khổ ngã. Trời ơi, anh làm gì vậy? Mày dám làm chuyện vô lưng, nhỏ tuổi mà lớn gan. Đến nay tao mới thấy rõ ràng. Anh Bình, tại sao lại giận dữ? Tình chị em tôi từ trước tới nay lúc nào cũng thương mến thân mật với nhau. Các người đừng có hòng qua mặt của tôi. Chị dâu em chồng quấn quýt với nhau mà. Anh Bình ơi, anh thật là hết thuốc chữa rồi. Anh Hai ơi, anh đừng gieo tội cho chị Hai. Mày câm miệng lại. Mày còn dám há miệng nữa hả? Tao đánh cho mày chưa nè. Trời ba ơi, ba vô coi nè ba ơi. Chuyện gì? Chuyện gì vậy? Sao mày lại đánh nó? Ba, nó nói với chị dâu nó. Con đã nói rồi, nó có dòng máu xấu của mẹ nó, không có xài được mà. Tao cấm mày nói bậy. Diễm à, chuyện gì đã xảy ra vậy con? Chú Hoàng, chú yêu Hà, nghe tin Hà sắp lấy ông Lâm, An đau khổ quá nên khóc với con. Con an ủi An thì anh Bình anh nói là con với An. Cô ơi, con nhục lắm cô ơi. Diễm, trời ơi. Hồi nãy anh nói tôi giống mẹ tôi. Mẹ tôi là ai? Mẹ tôi ở đâu? Anh hãy nói cho tôi biết đi. Mẹ tôi ở đâu? An, An à, thật sự là con yêu cô Hà. Tôi yêu ai mặt tôi? Các người hãy nói cho tôi biết đi. Tôi ở đâu? Mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con? Mẹ ơi, con An à, con hãy nghe ba nói. Mẹ con không có bỏ con, mà là An. Anh xin lỗi em. Thật sự bây giờ dì ấy ở đâu anh và ba đều không biết. Mẹ con ở đâu chỉ có ông Tư biết, nhưng ông ấy nói mẹ con đã có chồng rồi. Ba nói dối, bấy lâu nay ba dối con.
con. Hôm đó ông Tư ông nói ông đang ở vùng Phú Lâm á, đi với ba. Dọc đường ba sẽ kể chuyện ba với mẹ con cho con nghe. Bình ơi, con có thấy là con làm khổ ba chưa? Ba, con xin lỗi ba. Ba với em con đi có gặp thì điện cho con hay. Bây giờ con đi tìm Diễm. Đi con. À, xin lỗi Dung, tôi đưa con tôi đi tìm mẹ nó. Nếu thật sự Liễu đã có chồng thì việc của chúng mình sẽ y như cũ. Còn nếu như... Anh yên tâm, khi bắt đầu yêu anh thì em đã chấp nhận một cuộc đời phiêu linh trong khổ đau. Dẫu có thế nào em cũng vui lòng cùng anh chia sớt nỗi đau kia. Nếu không xâm hiệp kể như tình mình chỉ trong giấc mơ. Con xin lỗi cô. Con có lỗi gì đâu. Dung, tình em cao đẹp vô cùng. Dẫu tan hay tụ, anh nguyện khắc ghi chẳng quên. Thôi, mình đi con. Lau nước mắt đi để người ta để ý đó. Con không ngờ đời mẹ con lại khổ sở như vậy. Con quyết định nếu không gặp ông Tư thì con cũng đi đến chân trời góc biển, con phải tìm cho được mẹ con. Hôm đó ông Tư nói ông ở vùng Phú Lâm, để mình tìm thử coi. Ông ơi, ông mua giùm tôi mấy tấm đi. Cậu hai, cậu hai, cậu mua giùm cho tôi mấy tấm đi cậu hai. Tôi không mua đâu chị. Trời ơi, ông chủ, ông nhớ, ông nhớ cô không? Vũ Hai. Trời con... ơi Vũ Hai, Vũ bán vé số ở đây à? Ông chủ với cậu đi đâu vậy? Mấy năm nay con tính đi tìm mà nghèo quá không đi được. Ông chủ ơi, con ác đức quá cho nên trời đài đọa khổ lắm ông chủ ơi. Ba, đi ba. Ủa, cậu đây là... Thằng An đó. Thằng An? Trời ơi, vậy mà tôi nhìn không ra. Ông chủ với cậu lại ngồi đây đi. Dạ thôi đi Vũ, con còn đi tìm người quen nữa. Có phải ông chủ đi kiếm ông Tư không? Phải. Chú biết ông Tư ở đâu, chỉ cho tôi với thằng An. Thằng An nó nôn nóng muốn gặp mẹ nó. Tội nghiệp quá. Tội lỗi của tôi không biết trả đến chừng nào mới hết. Ông Tư ở đâu, Vũ chỉ giùm đi Vũ. Ờ, để Vũ chỉ. Nhưng mà ông Tư có nói mẹ cháu ra sao không? Ông Tư nói cổ đã có chồng bình yên hạnh phúc. Tôi nghe cũng mừng. Cái gì? Cổ có chồng hả? An ơi, má con. Mẹ con sao? Vũ nói đi, nói lẹ đi Vũ. Má con đã điên loạn từ những ngày xa con. Trời ơi, ở trong bệnh viện hết nơi này lại đến nơi kia. Mẹ con ở đâu ở?
đời lắm chuyện, tan nát một gia đình còn để tội cho liễu mang. Ông chủ, ông đánh tôi đi, ông chửi tôi đi ông chủ. Thôi Du đứng lên, việc đã qua rồi đừng có nhắc nữa. Đưa cha con tôi đến đó ngay. Dạ. Xích Lâu, mẹ con đó. Ngủ đi con, ngoan mẹ cưng như hồng. Một lát nữa ông ngoại về mua bánh cho con ăn nè. Mẹ ru cho con ngủ nha con. Dí dầu rau răm đất cứng dễ bưng khó trồng, dầu thương cho mây cũng chồng người ta. Ngủ đi con. Ngoại con, thì ra bấy lâu nay bác Tư đã săn sóc dưỡng nuôi liệu. Trời ơi, làm sao cứu mẹ con? Mẹ con bị bắt con quất ức quá nên sanh cuồng loạn, chứ không phải là điên hẳn đâu. Bằng chứng là những câu hát ru con ngày xưa, liễu đều nhớ cả. Ngủ đi con à. Gió đưa trăng thì trăng đưa gió. Trời đất ơi, mấy người làm gì vậy? Hả? Mấy người làm gì vậy? Mẹ ơi, con đây, con là An đây mẹ ơi. Liễu, anh đây nè, em có nhớ không? Liễu, em có nhớ chị không? Hả? Xin bà, xin chị, xin mấy người hãy giết tôi đi. Xin chớ đừng bắt con tôi. Bé An nè mẹ. Giang ra. Các người là một bọn gian manh, chỉ có biết có tiền chứ không biết điều nhân nghĩa. An ơi, mẹ bế chặt con vào lòng nè. Nếu tụi nó bắt con là mẹ chết tâm. Giang ra. Đừng, trời, đừng có bắt con tôi trả lại cho tôi. An ơi, họ đã chia cách mẹ con của mình rồi. Liệu, Liễu ơi, tỉnh lại đi em. Tỉnh lại đi Liễu. Mẹ ơi, bao nhiêu đau khổ trên trần gian đổ dồn cho thân mẹ. Mười mấy năm qua như đó phù dung, từng cánh tả tơi trong gió loạn mưa. Dài mẹ thương mẹ nhớ. Liệu ơi trời đài đoá bao nhiêu là quá đủ. Tỉnh lại mà nghe con thơ đang gào khóc bên mình. Liệu, tỉnh lại đi em. Thằng An con của em nó đói bụng rồi đi nè. Hả? Con tôi đâu?
An ơi, An. Mẹ ơi, An đang ôm mẹ nè mẹ ơi. Ý, đừng có gạt tôi. Con tôi nó còn nhỏ xíu à, nó đang khóc kìa kìa. An ơi, mẹ đây con. Hãy ngủ, ngủ đi con. Hãy ngủ, giấc ngủ cho ngon. Dẫu đời bao cay đắng, con đã có mẹ bên mình. Sữa mẹ đã cạn rồi, nhưng còn máu trong tim. Có ngoài ở bên mình, ngoài sẽ săn sóc cho con. Mẹ ơi, cảnh tình này làm sao con chịu nổi đây mẹ ơi. Liệu anh là chồng em, là ba của thằng An? Con nó lớn rồi, em nhìn nó đi liệu. Tôi nói đi, tôi nói không phải mà. Hả? Ông, mày là ác quỷ, là ma vương. Đừng, 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 đừng đến gần tôi, đừng đến gần tôi. Đưa bệnh nhân vào trong đây. Các người hãy để cho bệnh nhân được yên tĩnh. Mẹ, mẹ. Liệu, liệu ba ơi, tội lỗi do ai gây ra mà mẹ con mang lụy? Đã từ lâu con biết con chỉ là một giọt máu. Hai xin lỗi em. Anh chị đã đưa chị Hà đến thăm dì. Chị Hà nói sẽ giới thiệu bác sĩ đã chữa lành bệnh cho mẹ chị. Nè, chắc chắn dì sẽ khỏi thôi mà. Bác sĩ bạn thân của ông Lâm chứ gì. Công lao của ông, chị Hà đã trả cả cuộc đời rồi. An không muốn gây thêm ân nợ cho chị nữa. An, An đừng lo ngại. Ông Lâm ổng không đòi nợ Hà, mà Hà cũng chưa bao giờ trả nợ. An ơi, việc trước tiên mình hãy lo cho mẹ. Mỗi tình
thời gian sắp đặt bài. Đời mẹ đã bao nhiêu năm lao khổ gian dài, nhớ ngày xưa An đã tựa vào hàm mà khóc. An đang thèm khát một vòng tay mẹ nâng niu. Giờ đây con mẹ đã gặp nhau, tình mẹ mới là núi cao biển rộng, còn tất cả đều là nhỏ mọn. Nhưng chị Hà ơi, lòng của An đang rối như cuộn tơ vò. Không có gì rối cả, bác chỉ khổ vì mất con nên trở thành điên loạn thôi. Có bác sĩ giỏi, có An bên cạnh nè, bác sẽ lành như má của Hà. Còn việc của Hà với ông Lâm thì... Ông Lâm đã xuất ngoại, giao chị Hà quản lý tài sản của ổng và chăm sóc giùm đứa con gái nhỏ ở nhà. Phải, ông Lâm rất tốt bụng. An đừng nghĩ xấu cho ổng, để hôm nào bác khỏe đó, Hà sẽ kể cho An nghe. Giờ hai con vào lo thủ tục để đưa dì đi xuất viện. Sẵn có xe cô, con đưa đi luôn. Ba, con vào với mẹ con. Thu Dung có đến đây à? Vâng, em đưa tụi nó theo anh đến đây. Dung, tôi xin lỗi. Anh đâu có lỗi gì đâu. Dung ơi, con lời gì cho nhau, cũng bởi tôi bao tơ tình gieo rắc trái ngang. Vì tôi khổ đau bao người, khi nghĩ lại thấy mình thêm hồ. Lợi ơi, Dung đến đây không phải để trách anh, mà chỉ giúp anh giải tỏa những gì u uất, và sẽ vì anh gỡ rối mọi giờ đấy. Nghĩa cũ tình xưa anh nên nối lại. Tình cảm chân thành sẽ giúp cho chị Liễu hồi tâm tỉnh trí. Chồng gặp vợ, mẹ gần con. Dung, một lần nữa anh cảm ơn em. Nhưng còn em thì sao? Còn em, tình giờ tình mong manh, đâu đáng chi nhớ Dung. Có lẽ Dung quen rồi, ngày năm xưa vẫn như xưa, cùng các cháu làm vui, đêm chúc tình gửi trao cho người. Oh.
để em ra đưa xe vô rước chị. Cảm ơn em. Liễu à, về đây đã mấy ngày rồi, em có nhớ cái chỗ này không? Đây là mé sông có chiếc cầu nhỏ, em thường ngồi giặt áo để đợi anh đó. Giặt áo để đợi anh hả? Anh đi đâu mà để em phải đợi? Đâu, em cố nhớ lại xem, em có biết ai đó không? Trời ơi, anh làm như là em khùng vậy à. Ông Tư à, ông Tư ơi, ông đang làm gì vậy? Ông đang xới đất gieo hột cải. Cải bẹ xanh đó con thích lắm phải không? Dạ con thích lắm. Nhưng mà ông Tư hãy nghỉ tay đi, vào nấu cháo cho bé An nó ăn, nó đói rồi đó ông Tư à. Con vào đây đi, ông chỉ cho coi cái này. Con nhớ cái này không? Của ai đây? Nhớ chứ, của thằng An. Cái giọng này nè, rồi cũng cái ghế này nè, con đã ngồi hát ru cho thằng An nó ngủ. An ơi, con đâu rồi? Con đây nè mẹ. Không, không phải mà, nó còn nhỏ xíu à. Không phải An của mẹ đâu. Tại sao con vô phước vô phần quá vậy? Ai cũng nhớ, chỉ có con. Sao mẹ không nhớ con hả mẹ? Mẹ Thôi đừng có khóc nữa mà. Lớn rồi ai lại khóc nhè vậy? Nè xấu lắm biết không? Nè con nói con là con của mẹ. Nhưng mẹ nhớ mãi, nhớ mãi mà không biết con lớn hồi nào, con ở với ai. Ai, chiếc giọng này mẹ đã từng hát ru cho con ngủ. Mẹ đã hát gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh chày mẹ thức đủ năm canh. Mẹ ơi, mẹ cứ hát ru con như lúc con còn bé dài, giọng ồ ơ hòa với tiếng giạc ăn đêm đồng giọng ca đêm dài. Mười mấy năm con khao khát có một ngày mẹ cứ coi như An cùng mẹ trong những ngày còn mắng sữa, mẹ ấm bồng che vuốt nâng để mẹ ru nha. Hãy ngủ ngủ đi à. Con đừng khóc nữa để mẹ được yên à. Lòng khỏi trăn trở đêm à. Dài nửa khóc lại nửa chưa.
phải quên bỏ những gì còn sai sức trong tim. Mẹ ơi, tất cả đang chờ mẹ trong vòng tay thân ai. Mẹ hãy nhìn xem kỷ niệm ngày xưa căn nhà cũ. Con là bé An của mẹ. Ông Tư là ông ngoại của con. Còn đây là ba của con, là chồng của mẹ. Từ nay gia đình mình sẽ sống chung hết ở đây. Mẹ có chịu không mẹ? Chịu chứ. Nhưng mà ông này là chồng của mẹ, là ba của con hồi nào tới giờ. Ông ở đâu vậy? Anh ở đây chứ ở đâu. Đây nè, anh chồng đó, em có nhớ không? Ngày xưa em thường nói em thích trước nhà có vàng bầu và mướp, nên anh trồng cho em đó. Em coi kìa, bông mướp trổ vàng tươi, còn bông đậu rồng tim tim, chúng nó mừng em cùng nhau đua nở. Anh thật là dễ bảo, dễ thương, em vừa nói ra là đã có liền. Bông mướp đang trổ thật nhiều, em phải hái liền để nấu với rau. Nè, sáng mai anh phải dẫn em đi chợ nho, mua thịt cá về để nấu mấy món ăn. An ơi, mẹ của con đã tỉnh hẳn rồi. Nhưng mẹ vẫn còn chưa nhớ đến thời. Sao lại nói là mẹ không nhớ con? Mẹ, ba ơi, có thật là mẹ con đã khỏe hẳn rồi không ba? Khá lắm rồi đó con. Bây giờ để ba mẹ con nói chuyện. Con vào trong phụ vô ngoại, bắt gà làm khách ăn mừng đi. Dạ. Liệu em có nhớ anh không? Nhớ. Nhưng mà anh đừng gạt em, để bắt con đi nữa nha. Không, không bao giờ có chuyện đó đâu. Liễu ơi, vợ chồng mình sẽ mãi mãi chẳng xa nhau. Để bỏ khi cách biệt chia lìa, mười mấy năm dài nhớ thương. Nhưng anh có phải thật người chồng mà em chờ, em đợi bấy nhiêu năm? Liễu ơi, anh đang ở bên em trong một mái gia đình. Em là người vợ anh yêu. Sự thật là đây hay chỉ là giấc mộng mơ mà em mơ hồ như tình như sai? Đã cùng nhau chung gối giao đầu, tình vợ chồng sao lại đành quên? Gian khổ đắng cay đã cùng nhau chung chiều, hết tuổi thanh xuân mới có được ngày này. Hãy sống trọn cho nhau trong lúc cuối đời, đừng để con mình phải tủi thân. Thằng An nó mơ ước có một người mẹ lâu lắm rồi. Liệu em nhớ rõ chưa? Anh là... Là Ánh Lợi. Phải rồi. Ông chủ của em. Đúng rồi. Lợi. Liệu. Lợi ơi. Liệu. Trải qua bao nhiêu mưa dầm nắng dài, giờ đấy em mới nhớ rõ ra, anh và em là đôi vợ chồng ngoan trai.
vì gáy nhiều tối lôi, nên trời phạt em bãi nỗi hiện tại là con mẹ đã gần nhau. Những buổi trưa hè mẹ sẽ quạt cho con ngủ. Mẹ ơi, mẹ có biết là đến bây giờ con vẫn thèm nghe tiếng hát mẹ ru. Cái thằng lớn rồi còn nhõng nhẽo nữa. Lại đây con. Mẹ. Lại đây. Mẹ của con. An của mẹ, đứa con bé nhỏ của mẹ.